Đây cũng chính là cái giá mà cô phải trả đấy. Môi của cô ấy hơi hơi mở ra, không biết tại sao cô ấy lại khẽ thở dài. Lúc ban đầu là như vậy, về sau sẽ mất dần đi sự kiện định và trong sạch mà thôi. Tự như cô ấy bây giờ vậy, không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Hạ Nhược Tâm hiểu được. Cô cười thảm hại. Trên khuôn mặt tái nhợt cuối cùng chảy ra hai hàng nước mắt trong vắt. Cô đã biết, cũng cảm nhận được, cũng hiểu rõ rồi. Tôi tên là Thẩm Vi. Cô gái kéo ngăn bàn bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một gói thuốc, đốt lấy một điếu một cách thần thục. Sau đó đặt lên môi đỏ mọng, hít một hơi, trên điếu thuốc chích lấy một dấu môi rất đẹp. Sáng ngời màu đỏ san hô, dầu mềm mại nhưng cũng rất xinh đẹp. Đôi chân thon dài, mỗi một lần cô ấy mở miệng là một dòng khói tuôn ra. Hình ảnh này quả thực rất đẹp và quyến rũ, là quyến rũ tâm hồn. Cô phải học được những sự nhẫn nại ở chỗ này. Cô có thể bán nụ cười của cô, khuôn mặt của cô, thân thể của cô, tất cả của cô. Đương nhiên, cô cũng sẽ có được những thứ mà cô muốn, tiền và danh lợi. Đây là lần đầu tiên, tôi không hy vọng có lần thứ hai. Tôi sẽ chỉ có thể bảo vệ cô một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba. Cuộc sống sau này, nếu cô không được nhẫn nại, cô buộc phải lấy tính mạng trả tiền đấy. Lời nói của cô ấy có lẽ là sự tàn nhẫn, nhưng mà đây cũng là cách duy nhất để có thể sống sót ở nơi này. Chỉ cần cô học xong như vậy là đã có thể sinh tồn được ở đây rồi. Cuộc sống như vậy cũng không tốt, nhưng là đối với có vài cô gái mà nói, đây cũng là một loại cứu rỗi. Hôm nay cô về sớm đi, về nhà chữa những vết thương đấy đi. Tôi không muốn bộ dạng này của cô dọa khách của tôi đâu đấy. Thân thể của Thẩm Vi hơi đứng lên, cặp môi đỏ mọng nói, dù sao vẫn khiến người ta nghe có chút vô tình. Cảm ơn cô. Hạ Nhiệt Tâm đột nhiên không người xuống. Trên khuôn mặt đầy vết thâm tím, toàn thân đều đau nhức. Một người đàn ông đi đánh một cô gái vậy mà cũng không nương tay một chút nào. Phụ nữ ở đây thường không coi trọng lời nói, bởi vì cuộc sống của họ hèn mặt như vậy. Cho nên trưởng thành thế nào chẳng có thể xem cho ai xem được.
Không cần cảm ơn tôi. Thẩm Duy lười biếng, nhắm đôi mắt em dịu lại nói: nếu như cô thông minh thì sẽ hiểu được lời nói của tôi. Nếu như cô thông minh thì không cần phải hành hạ bản thân như vậy đâu. Cô ấy nói ẩn ý, có lẽ hiện tại Hạ Nhật Tâm không hiểu được, nhưng mà về sau rồi cô sẽ hiểu được thôi. Mà sao cuộc sống u ám của cô, thật sự trời cao còn rất nhân từ với cô đấy, khiến lúc cô chìm trong sao cùng tuyệt vọng khó khăn nhất, sống không bằng một chết lại gặp được hai người, một người là Thẩm Di, là một người còn lại chính là Hạ Nhật Tâm. Cho người lại nói một câu cảm ơn. Nhưng lúc ra đến cửa lại nghe được giọng Thẩm Duy như đang nói mê rằng: tôi muốn biết tại sao cô lại đến đây. Cô lại không hề giống loại người để chút nào. Hạ Nhật Tâm nhẹ nhàng cắn đôi môi: tôi có một đứa con gái năm nay 3 tuổi, nó ngã bệnh cần rất nhiều tiền. Thẩm Duy thở hơi thật dài: tôi đoán rằng cô bé nhất định là một đứa bé rất đáng yêu. Đúng vậy, nhớ tới con gái. Hạ Nhật Tâm lại nở nụ cười dịu dàng: tiểu thiên sứ kia chính là sinh mệnh, là sự cảm kích và là hy vọng duy nhất của cô. Nó rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. So với tôi thì tính mạng của nó quan trọng hơn nhiều. Cô trước khi yêu Sở Lực đã không yêu chính mình, nhưng bây giờ yêu con gái là giống như không còn gì khác để yêu nữa rồi. Cô không phải không yêu bản thân, chỉ là không cách nào tự yêu bản thân được. Mỗi khi cô quyết định điều sống cho bản thân, đều sẽ xuất hiện một người khiến cô yêu, càng là người không được dứt bỏ. Ví dụ như Tiểu Vũ Điểm của cô chẳng hạn. Vậy sao? Đông ô đỏ của Thẩm Duy hơi cong lên. Cô ấy đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt mình. Hy vọng có một ngày tôi có thể lấy quá khứ của tôi mà đổi lấy quá khứ của cô. Nhưng mà hiện tại tôi không muốn.